Vâng ạ. Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Hải Bất Động Sản. Hôm nay tiếp tục em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một lô đất 2 mặt tiền nằm trên mặt tiền của một con đường thông rất là đẹp nha quý anh chị nha. Mình ở hay là kinh doanh đều rất là ok. Lô đất này thì có diện tích cũng rất là lớn đấy quý anh chị, 162m². Rồi, chi tiết hơn thì đây là quý anh chị. Đây là cái mặt tiền của đường Phan Đình Giót nha quý anh chị nha. Đây nha. Hướng này là mình sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Lô đất này là có vị trí tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Hướng này là mình ra đường Trần Hưng Đạo này quý anh chị. Từ đây mình ra Trần Hưng Đạo chỉ tầm khoảng 200-300m thôi anh chị ơi. Rất là gần nha. Mình ra chợ Di An 1 cũng rất là gần. Ra chợ Di An 1 thì nó khoảng tầm 500-600m gì đó nha quý anh chị nha. Phía trước đó là đường Trần Hưng Đạo. Và đường này là đường Phan Đình Giót nha quý anh chị nha, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một lô đất 2 mặt tiền nằm trên mặt tiền của đường Phan Đình Giót và có bề ngang lên tới 6,8m nha quý anh chị nha. Một bề ngang rất là đẹp đấy quý anh chị ơi. Hai mặt tiền mà sở hữu bề ngang lên tới 6,8m. Rất là đẹp nha quý anh chị. Mình ở hay là kinh doanh đều rất là ok. Đây, chính là lô này nè quý anh chị. Lô góc 2 mặt tiền này ha. Đây là cái vị trí lô đất của mình đang còn trống lại đây nha quý anh chị nha. Lô đất này thì có tổng diện tích đất là 162m², thổ cư là 90m, ngang 6,8m và dài 23,5m nha quý anh chị nha. Nằm trên mặt tiền của đường thông, hướng này nè quý anh chị, hướng này và hướng bên này. Hai hướng này cũng đều thông, hai hướng này thì mình thông ra đường Trần Quang Khải nha quý anh chị nha. Hai hướng này đều thông ra đường Trần Quang Khải. Còn cái hướng vừa rồi là thông ra đường Trần Hưng Đạo. Thì cái lô đất của mình thì nó có hai mặt tiền rất là đẹp. Ngang 6,8m, dài 23,5m, tổng là 162m, thổ cư 90m nha quý anh chị nha. Lô đất này thì nó có hướng chính là hướng Tây nè quý anh chị. Hướng chính này, hướng Tây. Còn hướng bên này là hướng Bắc nè quý anh chị nha. Đấy. Hướng chính của mình là hướng Tây nha quý anh chị. Hiện tại thì lô đất 2 mặt tiền này đang được chào bán với mức giá là tính ra là 31 triệu 1 mét vuông nha quý anh chị nha. Tổng tiền là 5 tỷ. Nếu mà tính đơn giá mét vuông là 31 triệu trên 1 mét vuông. Còn tính tổng tiền là 5 tỷ nha quý anh chị nha. 5 tỷ còn thương lượng. Sổ thì có sẵn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình luôn. Thì nếu mà anh chị nào mà yêu thích lô đất 2 mặt tiền này gần với chợ Di An, gần với đường Trần Hưng Đạo, nằm trên mặt tiền của đường Phan Đình Giót, thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Hãy vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem giấy tờ sổ sách pháp lý và xem vị trí đất nha quý anh chị nha. Rồi, rất cảm ơn toàn thể quý anh chị mình đã cùng đồng hành và xem hết video của bên em. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm mới tiếp theo của bên em. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em nha.